Ông Phúc cũng thấy ổng thấy anh Gích rồi, ổng đang ngồi ăn cơm nè cả nhà. Mà ổng chạy vậy nè, đó anh Gích nè. Ổng chạy rồi cả nhà, ăn chỗ tiêu rồi, rồi. Giờ thả nó đi hả? Thả nó đi, bắt thả nó đi ông ơi. Thả đi. Tự nó vô nhà mà. Thả nó ra tuốt ngoài bờ. Rồi. À, ổng đi múc bà mãi rồi cả nhà. Rồi. Rồi ông ơi. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay á chủ nhật cả nhà, mình nghỉ một bữa. Nhưng mà còn cái clip ngày hôm qua hồi mình có quay thêm á cả nhà. Ông Quốc ở nhà nay trồng kiển á cả nhà. Chút rồi có còn quay cái clip hái dừa là sao cả nhà. Trồng kiển đựng chăm sóc hoa kiển Tết nha cả nhà. Đó, đang trộn phân. Mấy thằng lính nghỉ hết rồi. Ông Phúc xuống sáng xuống ăn cơm nước xong rồi ổng về rồi cả nhà ơi. Đang trộn phân chút xíu đó mình trồng bông đó cả nhà. Trồng mấy cây kiển, hoa kiển Tết cũng có bông hoa màu mèo quay cho cả nhà xem nha. Chào cả nhà có ngoài. Mình vô ngóp lại cả nhà. Nhà mình chứ đi làm cực khổ chứ thích trồng hoa trồng kiển đó cả nhà. Tết nhà mình trồng tùm lum mà. Dạng thọ bông đồ này kia. Ở nhà tự anh Quốc anh trồng. Để mình đi xuống mình quay mấy con thỏ của mình cho cả nhà xem nha. Đây nè cả nhà, thỏ này là lứa này là Tết cần được á cả nhà. Anh Quốc anh dời chuồng ra đây, anh vàng nay cũng chăm sóc mấy con thỏ nữa. Lứa này là Tết cân đó cả nhà. Cho nó bự, chứ chừng tháng mấy nữa mình cân được rồi, nhưng mà nó nhỏ quá, nó tiền. Còn chuồng bên đây thì này mười mấy hai chục con vậy, nó nằm lớp lớp đó, chuồng này rộng hơn. Đây trại thỏ của mình nè cả nhà, bên đây còn thỏ con với thỏ nái dài ngoài kia. Thỏ nái nó cũng mới đẻ nhiều mà mình không có ra ngoài đó. Ra nó sợ nó nhảy trúng con nó tội nghiệp. Đẻ ổ ổ à. Để mình ra ổ ngay đây coi cả nhà. Này chưa có chuồng tách nữa nè cả nhà. Này mới đẻ có 4 con, 3-4 ngày nay rồi cả nhà. Còn ổ này đẻ được mười mấy ngày. Ổ này đẻ được 7 con. Ổ này đẻ chắc cũng được 4-5 bữa gì nè. 2-4-6-7 con luôn. Thấy thương không? Ổ này thì mới đẻ này cũng có tuần. Đấy coi. 2-4-5-6-7. Ổ này tới 8 con rồi cả nhà. Trong gỗ này 5 con, ngoài đó 1 con. Ngoài đây 2 con, 8 con cả nhà. Nay chuồng mình trống rồi cả nhà, còn 2 con, 2 con bò. Hai con bò bự à. Hôm hởm mình bán trước là 3 con. Sau mình bán 2 con, sau mình mới bán 1 con nữa đó cả nhà. Mần vừa ế ẩm quá bán bò bớt cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào các coi, đứng trên cây dừa chào các coi, cho nó sốc coi. Và nó ngồi trên ổ mối luôn nè cả nhà. Mình xuống cái vườn dừa này là coi như là tháng 2 nữa là mình chia tay bạn Hiền này luôn á cả nhà. Sâu đầu đen nó ăn hết trơn rồi. Bỏ rồi, bỏ không? Cái này đừng cái nữa. Tiêu rồi. Vườn dừa này là tiêu luôn à. Mua hổm à. Làm gì phượng chín. Trời gì nào mà bán đất là ảnh mua đất mà luôn. Chứ anh. Trời. Có.
Dạ như thầy ạ. Là vừa đi chùa mới đi chùa lần đầu quay vô gặp hai chồng nó tổng. Nè nè anh bạn, bạn nè nè nè. Sâu mới lớn mà sợ sâu. Khoai. Trời ơi con sâu nó bằng mà bằng ngón giò luôn Phúc ơi. Có thằng nóng chơi nó rồi. Trời ơi, ngon ngon. Con này ngon nè, đường Nhật ngon, dễ chạy mất tiêu cả nhà. Thằng thằng Nhật nó thấy con sâu nó chạy rồi ngoài. Coi 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 nè con sâu nè. Con vô cái thì bắt chảo lên chiên. Chiên. Bỏ vô nó chiên. Thấy nó chạy mất hình ra kia nó sợ. Nó sợ. Anh Quốc cũng cầm trên tay luôn nè, có gì đâu. Mình sợ nó 40 cái thôi chứ bình thường. Ủa anh hùng quá mà, ta mày thấy sao mà chạy thì đâu tới mút 80 bờ vậy Nhật. Giật đó anh Quốc, chạy ấy. Cái này là cây dừa sim á cả nhà. Nãy giờ bà chủ vườn bà đeo quá, bà nói chuyện quá không quay được cả nhà. Nó quá chừng nói lâu ngày gặp á. Nay mình thấy dừa bán vòng vòng đây cả nhà. Bán ở các tỉnh ở miền Nam rồi chứ với ở thấy vòng vòng chứ còn giao vòng vòng nên mình hái tập nhẹp giao vòng vòng à. Còn Hà Nội mình không có giao được cả nhà. Hái được nhiêu hái, còn này bán cho vợ Nhật, bán cho vợ Nhật nó về nè cho nó uống nó bán gì đó cả nhà, bán cho nó 30, 36 trái cả nhà, cho nó về nó uống. Mấy cây dừa sim này cả nhà, mà nó thả ông mắt đỏ ngộ thả đậu vườn bên kia. Còn mấy vườn đen thui vậy nó không chịu thả cả nhà, bà chủ vườn mới cự hết thân luôn. Nó đi đâu mười mấy người tưởng sao nó vô thả không thả gì hết trơn, thả đằng dưới kia kìa, thả con chỗ bên kia đây đi giật mạnh ra đến tấp tấp ra đổi ông đi đâu xếp xéo quần bên hả đó qua luôn được không, ai có ngoài ngoài này được không hả? Con ngọt con biết rồi. Buồn quá. Ở đây là xuồng du lịch đó cả nhà, cái người đó người ở dưới là người nước ngoài, mình đứng ở trên quay phim xuống, họ trưa trưa có nhiều người lắm cả nhà, phái đoàn luôn á, có cây dừa thấp chủng à. Ba chào cả nhà. Chị mới vô bye bye má sáng sớm bye bye. Mình có như là nói ngược. Ổng là cả nhà. Ông này chuyên gia nói ngược á không á cả nhà. Đa số nói ngược đúng rồi. Chuyên gia nói ngược. Sáng sớm mà bye bye thôi. Ở nhà cũng vậy á cả nhà. Muốn cần nói à hỏi ổng gì là ổng nói ngược là mình đảo ngược lại trở lại là biết rồi.
Mình nay mình đi Phú Nhuận, đi vòng vòng của Phú Nhuận không cả nhà. Mai mốt mới đi hướng khác. Có khi đi Nhân Thạnh mà mình không có quay, tại xa quá cho mấy ổng đi một chút mình trải qua, mình trả tiền rồi xong rồi mình không có quay phim. Ngày đi cũng phải gần cả ngàn trái mới được cả nhà. Ngày hôm qua mình cũng hái gần ngàn, thiếu có mấy trái nữa gần ngàn. Cắm đầu luôn cả nhà ơi. Sáng sớm là vậy á. Tao nói ông nãy á, ông nương nó làm chi. À, nãy có con sâu chà bá đồ chơi nó không chịu dính nó, sợ nó té. Cái nhà ăn cái dừa. Dừa dứa. Ờ. Gì vậy ông nội? Bà Phượng mới đứng sát một bên mà cũng né nữa. Đây là thành quả cuối ngày của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt. Bye.